Xin chào, rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau. Mình là Hạ và đây sẽ là kênh chúng ta bàn về kiến thức, kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm mùi hương khi sử dụng tinh dầu Dubai và nước hoa. Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là tinh dầu nước hoa Dubai mùa hè cho nam được yêu thích nhất. Mùa hè nóng nực oi bức đang đến gần, chắc chắn anh em đang dùng tinh dầu Dubai, đang muốn tìm cho mình một chai có mùi hương thơm mát, nhẹ nhàng, sảng khoái để xua đi cái nắng nóng khủng khiếp của mùa hè, phải không nào? Không để anh em phải đợi lâu, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Số 4, Imperial Blue của hãng Asmo. Imperial Blue của hãng Asmo theo mình đánh giá là mùi nhẹ nhất trong 4 chai tinh dầu Dubai được giới thiệu trong danh sách này. Các nhóm hương chính của Imperial Blue gồm có hương lá xanh, gỗ đàn hương, nhựa cây, gabanum, hoa nhài, hoa hồng, cỏ vetiver, hoắc hương và xạ hương. Dù là có nhóm hương hoa, nghe thì có vẻ nữ tính đúng không ạ? Nhưng khi mà mình đã trải nghiệm thì mình đánh giá đây đích thực là mùi hương rất là nam tính và độc đáo. Imperial Blue được dẫn bởi hương lá xanh và tông lá xanh này sẽ đi xuyên suốt 3 tầng hương, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu và hương hoa thoang thoảng, hương thơm dày và rất là tươi tắn. Imperial Blue cho cảm giác giống như là bạn đang phải vật lộn với thời tiết nóng bức như đổ lửa thì được ngay tới một cái khu rừng nhiệt đới cây cối tùm, râm mát. Ngoài ra còn kèm theo một vài nhánh hoa thơm ngát dễ chịu. Wow, đúng chính xác là như thế luôn ạ. Theo mình, Imperial Blue thích hợp với những anh chàng theo đuổi phong cách thanh lịch và có chiều sâu, dù không gây ấn tượng với người khác bởi cái sự khô khan phong trần thường thấy ở những cái mùi nam, nhưng vẫn cực kỳ thu hút với những nốt hương vừa vặn và nhã nhặn. Số 3, Chicman của hãng Asmo. Được giới thiệu với các nhóm hương chính của Chicman gồm có hương hoa cỏ phương đông, hương biển và hương cam chanh. Bắt đầu với một nốt hơi chua đậm, sảng khoái của tép chanh và tinh dầu vỏ cam, Chicman gây lầm tưởng là một mùi hương mạnh mẽ nam tính. Nhưng chỉ 3 giây sau đó, nó chuyển ngay lập tức tới một tổ hợp hương thư giãn sâu lắng của xả và hương biển. Nhóm hương cuối cùng chốt hạ bằng tông hoa cỏ, khiến Chicman thành một chai với một nốt hương khá lạ. Và đừng lầm tưởng rằng vì nhóm hương có xả gần gũi nên không sang trọng, Chicman đủ sức đưa bạn đi đến bất kỳ một cuộc chơi mùa hè nào hoặc đi hẹn hò đều cực kỳ ấn tượng đấy. Rất phù hợp cho những quý anh và quý ông đang theo đuổi hình tượng khó gần ban đầu, nhưng khi tiếp xúc lâu thì lại thấy là rất là tình cảm với mọi thứ xung quanh. Thứ hai, Men in Blue. Men in Blue của hãng Asmo. Wow, phải nói là Men in Blue sở hữu một mùi hương phải cực kỳ mê mẩn và quyến mũi luôn các bạn ạ. Được giới thiệu với các nhóm hương chính gồm có hương cam chanh, hoa oải hương, tinh dầu trầm, tinh chất violet và gỗ đàn hương, khiến bạn như đang uống một cái ly nước cam tại mùa hè nóng nực. Và đây không phải là một chai thuộc nhóm unisex. Men in Blue là đàn ông chất lừ nhưng tông hương cực mượt và nịnh mũi. Dùng Men in Blue bạn sẽ có cảm giác giống như là mình đang bị mắc kẹt giữa cái thời tiết oi bức của mùa hè cộng với khói bụi do cái kẹt xe tắc đường mang lại á, cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Thì tách ngay ra một cái bãi biển xanh mướt đầy gió xuất hiện, xua ngay đi cái không khí nóng lực oi bức, thay vào đó là cảm giác mát mẻ, sảng khoái, tâm trí được thư giãn và nhẹ nhàng vô cùng. Men in Blue sẽ phù hợp với các chàng trai thích phong cách phóng khoáng, năng động và lịch thiệp. Đây là một chai thật sự rất đáng để thử các bạn ạ. Chai thứ nhất, Blue Star của nhà Asmo. Hương cam chanh bung tỏa mạnh mẽ trong một phút đầu tiên. Blue Star đích thị là hương cho một gã đàn ông sắt thép, kể cả về ngoại hình hay là tính cách. Blue Star không nhân nhượng cho đến khi là hương bung tỏa sạch sẽ, không còn bất kỳ thứ gì trên da của bạn. Hoàn toàn là không có cái nốt chuyển hương ngọt ngào hơn, không có cái nốt nhẹ nhàng hơn, chỉ là một sự tấn công sắc thái sảng khoái, càng quyện vào da thịt đàn ông càng bắt mũi. Blue Star phù hợp cho những gã mạnh mẽ, gai góc, không sợ hãi,
và không chùn bước. Nếu bạn đang theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, lịch lãm thì mình nghĩ là không nên sử dụng chai này. Về sở thích cá nhân, mình đánh giá và thích nhất cái sự mạnh mẽ của Blue Star này, rồi đến sảng khoái của Man in Blue, tiếp theo là Imperial Blue và cuối cùng là Chic Man. Đặc điểm chung của cả bốn chai là đều có thiết kế tối giản, nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn một cái chiếc bật lửa một chút xíu thôi ạ. Nên là đây là thiết kế sẽ cực kỳ tiện dụng cho các anh mang theo khi đi công tác xa, đi du lịch, picnic, thậm chí là đi làm hàng ngày. Tinh dầu Dubai ở cái dạng đậm đặc và không chứa cồn, nên chỉ cần chấm vài giọt lên người là anh em đã có ngay một cái cơ thể thơm phức suốt cả ngày, từ sáng đến tối. Và chính vì vậy nên mặc dù dung tích chai chỉ có 12ml thôi, nhưng anh em hoàn toàn có thể sử dụng được từ 4 tới 6 tháng mới hết. Và điểm yếu trong cả 4 chai này là mà mình đánh giá được là thứ nhất là vỏ hộp và chai thủy tinh bên trong kết nối với nhau rất là kém. Chúng ta có thể quan sát một chút xíu. Đây ạ. Khá là dễ bung. Thứ hai là vì nắp chai bằng nhựa. Chúng ta quan sát ở đây ạ, chỉ có chai là thủy tinh, còn nắp chai sẽ bằng nhựa. Nắp chai bằng nhựa thì thường hay bị nứt dưới tác dụng của tinh dầu á, và thanh thủy tinh bên trong cũng dễ dàng bị tách rời khỏi cái nắp, dẫn tới là khi sử dụng chúng ta hay gặp cái tình trạng bất tiện. Còn với chất lượng tinh dầu và nước hoa bên trong thì mình đánh giá là cực kỳ ok. Sơ lược cách sử dụng tinh dầu Dubai thơm lâu cho anh em. Thứ nhất là chấm hai chấm lên cổ áo trước, trên phần xương đòn ở đây ạ. Thứ hai, chấm hai bên khuỷu tay trong. Thứ ba, các bạn sẽ chấm hai giọt lên sau hai cái mang tay, thì đây sẽ là nơi tỏa hương rất là tốt cho anh em. Thứ tư, ngoài ra anh em có thể cho 1-2 giọt vào lòng bàn tay và sau đó thoa đều lên tóc như thế này ạ. Chúng ta thoa lên tóc, đảm bảo là anh em đi tới đâu phía sau người ta sẽ phải hít theo tới đó. Anh em lưu ý là nên sử dụng tinh dầu Dubai ngay sau khi tắm xong nhé, vì khi đó cơ thể của mình sẽ sạch sẽ nhất, mùi thơm sẽ tinh khiết nhất và bám da nhất. Anh em tuyệt đối đừng dùng tinh dầu Dubai thay cho lăn khử mùi. Nếu cơ thể anh em đang bẩn hoặc bốc mùi thì tốt nhất là anh em nên tắm rửa cho sạch sẽ, dùng lăn khử mùi rồi sau đó mới đến tinh dầu Dubai nhé. Nhớ là đừng làm ngược lại là được rồi. Còn về giá của 4 chai này thì đều ở mức cực kỳ dễ chịu. Vào thời điểm này mỗi chai có giá dao động khoảng từ 500 cho tới 600 ngàn. Tính ra mỗi ngày anh em chỉ cần chi 4 tới 5 ngàn là đã có thể có một cái cơ thể thơm tho, sạch sẽ, xịn sò, đảm bảo là anh em luôn tự tin và thỏa sức hút với chị em rồi. Anh nào chưa có gấu, hè này dùng tinh dầu Dubai kiểu gì cũng có gấu cho mà coi. Hy vọng là với chia sẻ trên, bạn đã có thêm một vài gợi ý lựa chọn tinh dầu Dubai cho mùa hè này. Chúc bạn kiếm được chai ưng ý nhất nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy comment xuống phía dưới để được hỗ trợ. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng xem. Nhớ theo dõi kênh và bấm vào nút quả chuông bên dưới để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi kênh ra video mới về chủ đề tinh dầu Dubai và nước hoa bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.